Tiên à, hôm nay về quê em sao anh thấy run quá à? Anh sợ cha mẹ em khó, anh không biết phải làm sao nữa. Không có sao đâu anh, cha mẹ em dễ lắm. Nhưng mà em chỉ sợ. Ủa, em sợ cái gì vậy em? Em sợ anh chê nhà em nghèo quá nên anh không có chịu tới. Em đừng có nói vậy, vì thương em, tới đâu anh cũng tới hết. Thiệt không anh? Thiệt. Về quê em nhé anh, quê miền Tây sông nước quanh mùa. Về quê em nước lên, anh và em hái bông điên điên. Về quê em thấy sao, cha mẹ em rất thương anh. Lòng anh vui biết bao, mong một ngày ta được thành. Phần nhà quê đâu dám mơ trèo cao, hai đứa em đang chờ lo cha mẹ ngày đêm gian khó. Anh không màng gì đâu, mong mãi được bên em, ta sẽ cùng bên nhau dưới mái tranh tươi đám dưa cà và tươi đám bắp thơm, mong ngày sau tốt tươi ngon trái. Nhìn anh sao thấy thương tươi ở ngoài nắng chang chang. Mồ hôi anh ướt mềm nhưng vui được khi cùng bên em. Tiên à, gần tới nhà em chưa? Sao lâu quá vậy? Anh mỏi chân quá à Tiên ơi. Anh đúng là dân công tử mà. Chỉ còn đi qua con đê này nữa là tới rồi đó. Anh ráng chút xíu nữa đi. Về quê em nhé anh, quê miền Tây sông nước quanh mùa. Về quê em nước lên, anh và em hái bông điên điên. Về quê em thấy sao, cha mẹ em rất thương anh. Lòng anh vui biết bao, mong một ngày ta được thành đôi. Em thân phận nhà quê trèo cao, hai đứa em đang chờ lo cha mẹ ngày đêm gian khó. Anh không màng gì đâu, mong mãi được bên em, ta sẽ cùng bên nhau dưới mái tranh nghèo, rau muống luộc cá tươi cùng đũa vui rồi. Bình minh lên cùng nhau tươi đám dưa cà và tươi đám bắp thơm, mong ngày sau tốt tươi ngon trái. Nhìn anh sao thấy thương tươi ở ngoài nắng chang chang. Mồ hôi anh ướt mềm nhưng vui được khi cùng bên em. Mồ hôi anh ướt mềm nhưng vui được khi cùng bên nhau.